Đi hả, về quê mấy lần mà cứ quên mang được guốc. Ơi, cũng may là nhờ dép em á. Thì đi bởi vì nhờ cái gì cũng nhờ em hết trơn, đi đâu có cưng là chị yên tâm lắm. Đợt trước á chị đi về với lại Quỳnh Lập, đi quê hương của Quỳnh Lập á, Châu Đốc, An Giang. Ờ, đi chương trình Việt Nam Tươi Đẹp á hả? Đấy, cũng đi, cũng Việt Nam Tươi Đẹp đây nè. Chương trình này rất là hay nha. Trời ơi, ai cũng coi hết trơn á. Đặc biệt là lần này chị đi về Vĩnh Long. Ủa? Quê của chị. Ủa? Nào giờ em chơi chị em mới biết chị quê chị ở Vĩnh Long á. Thì bởi vậy chưa biết đúng không? À. Bây giờ chị dắt đi cho biết nè, quê hương Vĩnh Long của chị nó có nhiều cái hay lắm. Ủa mà xe sao giờ này chưa tới ta? Sao giờ này thấy xe đâu rồi ta? Hẹn giờ này mà sao không thấy tới vậy? Nè, xe tới kìa chị. Ơi! Ơi! Sài Gòn chạy lớn, Sài Gòn ơi, Sài Gòn Vĩnh Long 120.000 đi không anh? Chị. Chị, 120.000 vé đi không? Ủa? Mày quý quen quá vậy? Quen. Ủa sao? Ốm nhất nè. Không ốm gì, bây giờ có đi hay không nè, để biết nè. Ủa, cái giọng. Cái giọng này là cái giọng thằng Hồng Thanh nè. Hồng Thanh nào cũng đau, cũng phải cái gì. Trời trời. Trời trời nữa hả? Mày sao sợ nữa mày. Mày lớn hả? Nghe nói nay có cô Lê Giang với anh Dũng nè, nay cũng chọc nhẹ chơi. Ủa, bộ quê con đây sao mà con đây hả? Không có. Nhưng mà đi theo chơi cô được không? Được chứ sao không được. Đó. Đi sẵn dịp cô giới thiệu quê hương Vĩnh Long của cô luôn. Lên xe. Đi, bữa nay cô dắt Dũng đi, sẵn dắt con đi luôn cho biết. Về Vĩnh Long gáo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền đồng băng ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang nhớ về với Mỹ Thuận, ai qua Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ. Đi về Minh Hải hay là về An Giang, đi về Sa Đéc hay là về Vĩnh Long. Em mới đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Chạy con xe đây là Hồng Thanh. Mục đích của tôi nè, bữa nay tôi đi về quê ha, thăm quê hương, tặng dắt mấy tụi cưng đi chơi, rồi có quà tặng cho mấy em thiếu nhi nè. Đây đây là quà từ thiện. À, à, đây là quà từ thiện mà chị lấy Giang. Tươi đẹp. Dễ gì vậy? Xôi. Cô Giang ơi. Gì con? 4.000 người đợi cô kìa. Đây đi vô. Không cô. Mà sao đi lén lén ra mua bịch xôi vậy? Cho em 10.000. Trời ơi, thì em thấy cô bán ngon quá à. Quê con đây đó. Dạ. À dạ, em thấy là con đi về Vĩnh Long chục năm rồi. Vậy hả gì? Cho em 10.000. Xin tiền quá Dũng. Xôi đậu phộng nha, đã quá. Xôi đậu phộng đi. Dạ dạ. Đam đam đam. Ngon quá gì ai đam. Hả? Con nghĩ không? Cái Vĩnh Long cái gì cũng hoang hết trơn á, hoang hết trơn á. Ủa sao chị nói là về Vĩnh Long mà chị cho em ăn đặc sản mà chị bắt em ăn cái này? Rất sáng sớm là ăn xôi đi, tối ăn đặc sản. Đi 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 đi, cảm ơn cô. Ăn chút về bán buôn mai bán đất nha. Ôi ơi, đi vô miếu, đi vô miếu. Ủa miếu quá. Gì miếu gì vậy? Miếu này là miếu công thần. Là có 85 vị công thần á, nằm rộng á. Là thờ ở trong á hả? Thờ ở trong đó là... Nó là ở nằm ở thế kỷ 17. Trời, vua Minh Mạng lập ra cái miếu này. Thật sự thì em biết cái miếu công thần này. Di tích cấp quốc gia. Đúng rồi. Cái thời nhà Nguyễn á, là ông vua nhà Nguyễn á chiêu đãi binh lính, cho nên có cái tên gọi khác là tên là Đình Khao.
Miếu Công Thần là nơi thờ cúng linh thiêng của các vị nhân thần và nhiên thần có công với đất nước mà các đời vua trước đây phong vị. 85 đạo sắc phong được phong vị ở đây còn được giữ nguyên vẹn cho đến nay. Chúng tôi đã cùng tham quan và thắp nhang để tạ ơn các vị thần đã khai quang và bảo vệ cho mảnh đất này được luôn bình an. Để tri ân, chị Lê Giang còn lưu lại kỷ niệm nơi đây một bài thơ: Đến miếu Công Thần thắp nén nhang, nhớ ơn ai đã khai quang đất này, nhớ người mở cõi miền Tây, hy sinh xương máu có ngày vinh quang. Dạ con cảm ơn các cô các chú ở đây. Hôm nay con được đến Vĩnh Long và quê hương của con là cũng là ở Vĩnh Long. Con rất vui là được đoàn phim Việt Nam Tươi Đẹp đã cho con được về quê hương của mình và được đến miếu Công Thần để mà biết thêm di tích lịch sử của cái miếu này. Thật sự con rất là vui. Con xin gửi hai câu giọng cổ con gái của mẹ. Vỗ tay đi. Vô chị ơi. Mẹ ơi phần cái mồi hai bên nước, biết bến nào trong biết sông nào đục biết núi hay mai một ngày con xuất giá theo chồng. Mẹ đã nuôi con non dốc nên thành, mười mấy năm qua mẹ cũng mang quặng dương, như một ngày con đơn đã nhẹ hơn. Nay được về làm dấu tiên hạ là cả một đời con con. Đó, chính vì con đi về Sài Gòn con lấy chồng, con bỏ mẹ, con bỏ em, con sợ không ai lo. Vì con là phận gái, mà mẹ thì cũng phận gái. Ôi, mẹ ngộ quá. Rồi, mẹ, con thương mẹ, con thương em lắm. Mẹ đâu mong gì con nuôi lại mẹ, chỉ mong sao người nở chuyện của con suôn sẻ. Còn đau dấu con kẻ vật dở hiền. Dạ thôi con cảm ơn cô chú. Con vui quá à. Con được giao lưu được gặp các cô chú, các em nhỏ ở đây. Hôm nay là con tới với chương trình Việt Nam Tươi Đẹp mà con còn có những món quà nữa để tặng cho các em học sinh nghèo. Một trong những điều làm Minh Dũng, Lê Giang cũng như là Hồng Thanh hạnh phúc nhất có lẽ là làm được điều gì đó cho quê hương chị Lê Giang dù là nhỏ nhoi nhất. Nhưng dịp về quê, chị Lê Giang cũng kịp chuẩn bị vài phần quà cùng Việt Nam Tươi Đẹp để khuyến khích các cháu thiếu nhi quê mình. Hy vọng là sau này lớn lên các con sẽ trở thành những mầm xanh tươi tốt giúp ích cho xã hội. Trời mưa vẫn chơi vẫn được ha. Em chơi lớn luôn mà. Mà sao chị rảnh? Sao bình thường chị không chơi? Chị đi ra trời mưa chơi vậy? Đây chị muốn giới thiệu cho các em là đây là khu vui chơi duy nhất và lớn nhất ở tại thành phố Vĩnh Long quê chị. Ở trong đây nó có trò chơi gì mà dữ dội vậy? Trời ơi, trò chơi hiện đại nè, miệt vườn nè, dưới nước trên bờ gì cũng chơi hết á. Em thích trò chơi miệt vườn. Nhưng mà chị có chơi không? Chị phải chơi. Chị đứng ở trên, chị làm trọng tài. Trọng tài. Ủa,
Ơi chị phải nhìn tụi em chơi đặng kia chấm điểm chứ. Hôm này nè chị phải chơi với em, chị phải chơi với tụi em. Đâu có được. Hai cho ba đứa mình chơi là lo đấu với nhau. Lúc nào cũng sánh đấu với nhau mà. Thôi mày nhiều chuyện quá, thôi bây giờ chơi đi. Hai đứa cưng là đàn ông còn chị là phụ nữ. Cho nên là chị phải làm trọng tài, phải nghe lời chị, tại vì đây là quê hương xứ sở của chị. Không được cả chị câm miệng, mày định nói cái gì? Đi xuống chơi. Chào các bạn đến với phần câu hỏi dành cho khán giả của chương trình Việt Nam Tươi Đẹp. Chúng tôi sẽ chọn ra 3 khán giả có câu trả lời nhanh nhất, chính xác nhất thông qua fanpage Việt Nam Tươi Đẹp để nhận chiếc áo thun Việt Nam Tươi Đẹp. Câu hỏi tuần này là: trong tập phim, ai là người bị phạt gửi bỏ tót sau khi thi bắn súng laser? A. Lê Giang, B. Minh Dũng, C. Hồng Thanh, D. Không ai hết. Đáp án sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Đừng vội chuyển kênh nhé. Là trò chơi thứ nhất. Sao? Công phu dưới nước. Ghê. Đó, ghê chưa? Quá ghê. Đó, mỗi đứa chạy một like đó. Trò chơi thứ hai cũng một đứa chạy một like. Cầu tre lắc lẻo. Đi trên cầu khỉ. Cầu này gọi là cầu khỉ hả chị? Cầu khỉ. Em tưởng cầu dừa. Rồi, trò chơi thứ ba là chạy xe đạp trên cầu. Chạy xe đạp trên cầu dây đây hả? Không, trên cầu, trên cầu. À. Trên cầu mỗi đứa cũng một like, hãy đứa nào về trước thì đứa đó được lấy cây cờ. Ba thì dễ mà. Dễ không? Dễ. Nó thấy không? Nó dễ lắm. Rồi, dễ thì đáng về nhất nha. Và 1 2 3 bắt đầu. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ hai em, chuẩn bị nha. 2 3 bắt đầu. Cái xuồng nó chạy được mặt em mập quá em chạy không nổi. Chị ơi trột quần nghe. Còn một trò chơi cuối cùng, trò chơi quyết định. Ai thắng ai thua thì sẽ bao cho tôi một chầu ăn nha chú. Đây, chơi tiếp thôi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Chơi
mà mới để trên xe đạp, thấy xe đạp thôi rồi hai người liền xe đạp luôn rồi. Rồi, Hồng Thanh chiến thắng. Cuối cùng là Minh Dũng phải bao chị đi ăn. Đến khu vui chơi này, Lê Giam cảm thấy như dường như mình trẻ hẳn ra. Bây giờ thì chúng tôi sẵn sàng để tiếp tục chơi thả ga với những trò chơi trẻ trung hơn và vận động nhiều hơn nè. Lê Giang, Minh Dũng cùng Hồng Thanh chơi xe điện đụng và vô số các trò chơi điện tử hiện đại khác. Là trò chơi bắn súng laser. Đây người ta gọi là súng laser. Không, bây giờ mình lần đầu tiên được chơi. Mấy anh chị đã bận xong giáp và bây giờ em sẽ cài mạng. Mỗi người sẽ có 10 mạng. Khi mà mình bị bắn trúng vô cái đèn trước hoặc sau là nó sẽ bị mất một mạng, đèn nó sẽ chớp lên một lần. Khi mà mình đèn nó chớp liên tục luôn là mình hết 10 mạng. Action. Dũng sĩ Dũng sẽ đấu với bò tốt mạnh mẽ. Ai trước? Ai sẽ là người chiến thắng đây? Và bây giờ xin mời Dũng sĩ Dũng bước lên đấu trường. Trần Giang. Nè, nhắc đó. Lại cái chuyện hồi nãy thua là lát phải bao ăn là cái chắc đúng rồi đó. Rồi, có chơi có chuyện gì anh? Hay quá. Anh ơi. Chưa. Ê, từ từ anh ơi. Coi chừng gãy mũi ra Dũng. Dũng ơi, chị ngưỡng mộ. Ủa? Em quá Dũng ơi. Cô Giang ơi, cô Giang. Ê trời ơi, Dũng, Dũng. Ủa làm gì vậy Dũng? Mở. Dũng, em chơi kỳ Dũng. Dũng ơi. Đi cưng, Dũng. Không có chối được. Trời ơi, còn gì để nói. Hữu tình. Trời ơi. Trời ơi. Gì mà ngon dữ kì. Trời ơi, chị Giang. Chu đáo quá vậy. Thôi em đi về. Sao về gì trời, đãi người ta mà đòi đi về chứ. Phải, tại vì em nghĩ là em đãi chị với Hồng Thanh ăn hủ tiếu Mỹ Tho thôi chứ em đâu có nghĩ
đãi Mỹ Tho. Trời trời, ta đang ở Vĩnh Long mà đợi về tới Mỹ Tho chắc xỉu quá. Mình ấy xong rồi đi về Mỹ Tho mình ăn hủ tiếu. Làm cái gì mình hứa mình làm cho đúng đi. Kìa. Dạ. Xin chào mấy em ha. Bữa nay cũng hân hạnh là được đón tiếp mấy em. Giới thiệu cho em thì cái món mà của nhà hàng này nổi tiếng là ai đến thì cũng ăn món này. Dạ. Gỏi bò nướng hương sen. Cái món thứ hai nữa đó là cái món khoai lang mắm sống. Cái món này là cái món dân dã ở tỉnh Vĩnh Long. Nói chung ở miền Tây. Dạ. Mắm ở đây thì có thể là dùng mắm sạch hoặc là mắm cá linh ăn kèm với nó. Cuốn với cái lá cách với rau tí tô rồi húng lủi này kia nữa. Món thứ ba thì cá lóc tư quý. Này là sao gọi là cá lóc nướng, sao gọi là tư quý, tức là nó có bốn món trong đó. Đây nè, đi kèm với nó nè. Có tép luộc. Có thịt luộc. Và cũng có mắm nữa. Mắm này là mắm Thái. Mắm luộc. Đúng rồi, tư quý, bốn món. Là mình cuốn với bánh tráng rồi xong. Đúng rồi, cuốn bánh tráng đây. Bánh tráng bún này kia đó. Rồi món này là ốc hấp hèm chuối xiêm. Chị Giang em đố chị biết hèm không? Hèm không? Biết. Là hèm là gì? Có là rượu á. Rượu sao là rượu được? Rồi không có. Không phải. Hèm á là coi như là cái bã rượu á người ta chưng cất ra. Mà nó có dinh dưỡng rất nhiều. Với lại là coi như là con được biết là cái món ốc này á là coi như nằm trong top 100 món ngon nhất của con. Đúng rồi. Là món dân dã nhưng mà rất là ngon. 100 món ngon của Việt Nam. Đúng rồi. Wow. Đó. Thôi thôi mời. Rồi tụi con thưởng thức nha. Mời. Trước tiên là con sẽ thưởng thức một cái món là coi như nằm trong top 100 món ăn của Việt Nam. Lâu lắm rồi mới về lại quê hương, cảm thấy nhớ nhất là các món ăn quê hương mình. Đi đâu về đâu cũng thấy món ăn quê hương mình ngon nhất. Toàn là những món ăn ngon dân dã, đậm chất miền Tây. Lê Giang thích lắm, no căng bụng mà vẫn muốn ăn nữa. Quý vị có về Vĩnh Long thì nhớ ăn khoai lang mắm sống nè, ốc hấp hèm và vô số những món đặc sản khác của Vĩnh Long nữa nha. Tất cả những món ăn trên bàn này là đặc sản của Vĩnh Long. Dạ. Nhưng mà ngày mai đặc biệt chị Giang sẽ dắt các em đi ăn nhiều món đặc sản của Vĩnh Long nữa. Nhớ nha, tuần sau nhớ đón xem chương trình nha. Các bạn sẽ được thưởng thức các món ăn đặc sản của Vĩnh Long. Càng quét luôn á chị ha. Đúng rồi, ngon lắm đó nha. Ngon lắm. Hẹn gặp lại. Trước khi kết thúc tập phim Việt Nam Tươi Đẹp xin nhắc lại câu hỏi tuần này. Trong tập phim, ai là người bị phạt cưỡi bò tót sau khi bắn súng laser? A. Lê Giang. B. Minh Dũng. C. Hồng Thanh. D. Không ai hết. Ngay bây giờ, hãy nhanh tay truy cập fanpage Việt Nam Tươi Đẹp và trả lời câu hỏi để trở thành một trong những người may mắn nhất tuần này nhận được chiếc áo thun Việt Nam Tươi Đẹp. Và nhớ luôn bật TV đón xem Việt Nam Tươi Đẹp vào lúc 17h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 để có những giây phút du lịch giải trí tại nhà nhé. Xin chào!